Vi Hành Cùng Sao. Chương trình review độc đáo và chân thật về ẩm thực, các dịch vụ sức khỏe, làm đẹp, những địa điểm check-in sống ảo hoặc những nơi vui chơi giải trí đang gây sốt cho giới trẻ, hấp dẫn, vui nhộn và nhiều màu sắc. Vi Hành Cùng Sao. Và đồng hành cùng với tụi mình đó chính là anh cameraman và một chiếc GoPro nhỏ xíu như vậy nè, để chúng ta có thể cận cảnh hết tất cả những góc quay, để giống như là tụi mình sẽ review một cách thật là chân thật. Do hôm nay trời mưa nữa mà kiểu lạnh, cho nên là Việt Ti cũng ăn cái gì nóng nóng mà kiểu hút hút này nọ, trời ơi, cho nên hút hút là okay. Đó thì đó chính là món mì. Và hiện tại Việt Ti và Winner đang đứng trước tòa nhà Cầu Vồng với địa chỉ là 20 Nguyễn Duy Dương. Và bây giờ tụi mình đã tới lầu 2 của quán mì bảy tô. Wow, thì không gian rất là rộng nhưng mà hiện tại hơi vắng bởi vì trời mưa. Chúng ta cứ vào thử xem sao. Ok. Để ở đây là để cho bắt cần mặt hai tôi và những món ăn thật là quyến rũ cái tâm hồn ăn uống của tụi tôi đó. Em muốn đụng thử mì bảy tô. Thì nó là bảy tô, là bảy tô và bự luôn hay là như thế nào? Dạ, thì bảy tô là dạ một combo bao gồm 7 tô mì. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn. Hai phần là 14 tô. Trời ơi, làm sao mà ăn cho hết nổi. Bây giờ mình phải coi coi từ lúc mà mình gọi món ăn nhanh lên là bao nhiêu thời gian. Ok ok, từ từ bình tĩnh đi. Bấm. Ok. Tên cái menu này nó rất là đặc biệt đó, chính là các bạn có thấy cái tờ giấy này, và khi mà mọi người muốn ăn món này thì mọi người sẽ tích vào trong đó. Đây là những món ăn kèm hoặc là món ăn nếu như mà mọi người ăn mì bảy tô không no nữa, hay là muốn khám phá thêm nhiều món nữa thì gọi những món ở đây. Để nó tích vào cái tờ này như này phí bỏ đi à? Đâu, ừ thì là phí giấy. Anh thôi đi. Điểm trừ. Nếu mà anh là một người xài nhăn mà ba cái thứ này là người Hoa rất là hay gì. Bình thường là khi mà trước khi ăn người ta sẽ cầm cho một viên kẹo ăn vào cho nó bổ miệng, kiểu tráng miệng dễ ăn đúng không? Thì đó là vậy đi ra nha cả nhà. Cái này là cái cục mà có cục khăn viên nén nha. Nha. Cảm giác như thế nào? Nó đắng lòng. Như mọi người đã thấy thì chúng ta đã có một set 7 món mì. Set 7 món mì này thì đấy là có 4 tô là nước, 1, 2, 3, 4 tô là nước. Còn 3 tô hàng chéo này là khô. Một set mà của 7 tô thì okay. Cái khoảng thời gian, nếu như mà tính thì cái khoảng thời gian mà từ lúc mà các chị ấy làm, tại vì hôm nay cũng vắng khách ý, cho nên là mình nghĩ là cũng sẽ được làm nhanh hơn, là chỉ có trong vòng 5 phút hoặc 7 phút là mọi người đã có món ăn rồi. Đây chính là món mì cút đâu, tiềm. Đâu, đây. Đúng rồi, mì cút tiềm. Yeah. Đây chính là mì hải sản chua cay. Đây. Còn đây là mì vịt sốt tiêu đen. Đây là mì ramen. Mì ramen cay shashu. Còn đây là mì tempura tôm. Mì đó hả? Đó là mì bò nấm sa tế. Okay. Còn bên kia nữa kìa. À đây. Đúng rồi. Xá xíu. Đó chính là mì xá xíu dầu hào. Anh thấy sao? Quá ngon cái gì. À hồi nãy em có hỏi chị phục vụ, thì chị phục vụ nói là có một cái món tương đen là rất hợp ăn với lại mì hải sản với lại mì bò nấm. Thì nếu mà nó không hợp thì sao? Thì đó là tùy khẩu vị của từng người thôi. Nếu như mà anh ăn không hợp thì anh không chấm nữa. Nếu mà không ngon thì gọi chị ra được không? Hả? Cái đó là quyền của anh em đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn một món, xong rồi anh sẽ đưa ra nhận xét của anh, còn em sẽ đưa ra nhận xét của em. Ok. Cho nó công bằng. Ok. Như mọi người thấy thì chúng ta có một cái con tôm rất là bự đã được chiên xù. Đó. Còn mì thì hình như là đã được nêm gia vị rồi. Đã được nêm gia vị. Đây chính là mì tempura. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Có chân cút nữa nè. Miếng đầu tiên anh ăn vào anh thấy là hơi nhạt. Ừ, em cũng vậy, bản thân em thấy nó chắc là cái món này mình phải bỏ tương á. Có thể. Cũng rất là có thể những cái món khô này là nó không nêm gia vị mà mình phải bỏ nước tương. Việt Thi chưa biết, tại vì Việt Thi chưa thử mấy món xa, nhưng mà Việt Thi đoán là như vậy. Không, anh thấy cái món mì xà xíu này khá là đậm màu nè. Ừ.
theo như tụi mình cũng đã coi trước được là quán này kiểu rất là hot ý, cho nên là tụi mình cũng có xem thì rất là nhiều người nói rằng là khẩu vị ở đây nó hơi nhạt. Mình không biết em điểm ở đây mà bị hơi nhạt. Mình không biết là do khẩu vị của cái người nấu hay là họ cố tình làm như vậy để cho mình thưởng thức, mình phải bỏ này thêm bỏ vô thêm. Thực ra là ấy, nếu mà khẩu vị của đầu bếp không để người ta dựa theo đầu bếp, tại vì nếu mà người ta có comment trên mạng ấy thì đầu bếp người ta cũng phải đọc để kiểu khắc phục chứ làm sao mà gì được. Nếu mà muốn biết tại sao ấy, anh nghĩ là nên hỏi nhân viên. Chị có thể cho em hỏi là kiểu khi mà nãy giờ em ăn ấy thì cái vị nó hơi nhạt, không biết là do mình cố tình hay là mình lại làm như vậy. Dạ đúng rồi chị, tại vì mỗi người có mỗi cái vị khác nhau, có người thích mặn, có người thích nhạt, nên là tụi em làm vừa đủ để có gì mình muốn thêm thì mình có sa tế hương đen cho à. Dạ. Em thấy cái mì gì nhỉ? Cái mì vịt tiềm này nè. Thường là nó sẽ có vị là nhờ cái mùi tiềm, tự thuốc tiềm các thứ ấy. Nếu mà mình làm nhạt quá thì mình không thể cho nước tương vào thì làm sao mình khắc phục cái sự lạc. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Bây giờ em khoan, nhưng mà em hỏi chị thêm một cái nữa. Bây giờ lỡ như mà chẳng hạn như món này với lại món này, tại vì em mới vừa thử sắp hết rồi, nhưng mà lỡ như mà cái món mì hải sản này em thấy là nó rất là hấp dẫn, mà lỡ như mà nó nhạt thì em phải cho thêm cái gì vào? Mì hải sản này chị, cái gì thì mình bỏ tương đen luôn. À tương đen. Đây là cái này đúng không chị? Là cái này. À. Cái vị tương đen này nó cũng cảm rất là giác lạ. Như là cái sốt tương đen này là một cái sốt thần thánh của mình. Anh có một cái linh tính gì đó, cảm giác nếu mà ai khó ăn một chút ấy thì ăn cái mì này hơi khó. Cái mùi nó hơi sọc lên ấy. Sau khi mà tất cả mọi người ăn xong rồi thì sẽ có một cái xe đẩy tới để dọn. Thì rác một bên, còn chén dĩa một bên, nói chung là rất là ok. Thật là điêu luyện. Nhanh nhờ. 2 phút. À dạ vâng, em cảm ơn chị. Đây là món sủi cảo sò đẹp. Wow, món thứ nhất kết thúc ở phút 2 phút 2 giây. Yeah. À. Ôi bây giờ mình phải ăn hết món này mình mới ăn ngon được món sủi cảo chứ anh. Kinh nghiệm của anh khi ăn dim sum là mình phải ăn dim sum trước, tại vì là nó sẽ bị dai cái vỏ ngoài. Wow. Trên tất cả các món nãy giờ, tự nhiên cái đã cắt đứt ngang một cái món này một cái thì mình thấy cái món này thật sự rất ngon. Cái thứ nhất là nó nóng, cái thứ hai nữa là cái lớp ngoài của nó không quá bị dày. Không có bị dày mà kiểu thường thường ăn há cảo mà bị dày quá sẽ bị ngán. Còn cái thịt sò điệp ấy nó rất là giòn, cắn vào nó sừng sực cái nó siêu ngon. Thôi nói chung là cái món này rất là ngon. Nếu như mà đến đây là phải thử món này. Đây chính là món sủi cảo sò điệp. Sò điệp. Sò điệp. Ồ. Dạ, em cảm ơn. Đây là gì? Tàu hủ phi tôm chiên. Món thứ hai được mang ra tầm 8 phút. Cái này cái nhanh ta... mình gọi xong người ta mới làm ấy. Thật sự là rất nóng luôn. Nhưng mà có một cái rất là hay ở đây là cái sốt mayonnaise này rất ngọt. Thật sự là lúc mà đóng cái sốt mayonnaise mà đút vô miệng là nghe vị ngọt của sốt mayonnaise trước. Không, thật ra là cái tôm này nó cũng ngọt đấy. Nó ngọt của vị tôm ấy. Còn tôm thì rất là giòn. Giòn mà theo kiểu là béo, 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 béo. Đúng rồi, nó sẽ béo béo. Nó không có bị giống như con tôm này. Nó không có bị bỏ. Tôm này là người ta chiên lên rồi, teo vào rồi. Còn cái này thì nó rất ngon. Và cái lớp bột ngoài của nó cũng rất là giòn luôn. Nói chung là hai món này rất là ngon. Thì đến đây là thật sự là phải thử món. Đây là món tàu hủ ti tôm chiên. Sò điệp cảo. Sò điệp cảo. Yeah. Hai món mà nãy giờ mình chỉ thấy tâm đắc nhất. Việt Thi và anh Winner vừa thưởng thức xong hết món mì 7 tô cùng với hai món nữa, đó chính là sò điệp cảo và món tàu hủ kia chiên tôm chiên. Tàu hủ kia tôm chiên thì đối với Việt Thi thì trong cái món mì 7 tô này không phải là món nào cũng ngon, nhưng mà đó là theo khẩu vị của Việt Thi thôi. Khi mà Việt Thi thấy nhà hàng này rất là hiểu tâm lý của khách hàng ấy, kiểu sẽ thêm nêm nếm, sẽ có những cái gia vị ở đây và mọi người sẽ tự nêm nếm theo khẩu vị của từng người. Thì Việt Thi thấy có những món Việt Thi thích hơn, có những món không thích bằng, tại vì do cách nêm nếm của từng người thôi. Và cũng như là hai cái món đó là món sò điệp cảo và món tàu hủ kia tôm chiên, thì hai món này nhất định
ai đến là phải ăn thử vì thì thấy rất ngon luôn. Yeah. Và có một điều đặc biệt ở quán là những cái dụng cụ ví dụ như là chén này hay là các cái đồ đựng nước tương này các thứ này thì quán sử dụng cho mình một cái chất liệu là như kiểu là đồ cổ ấy thì mang cho cái cảm giác rất là hoài cổ và kiểu như là rất là riêng của quán. Đúng rồi. Cảm giác là trước khi là mình chưa ăn đi nhưng mà mình cái phần nhìn của mình đã ấn tượng rồi, sau rồi mình mới bắt đầu ăn thì nó sẽ đưa vị hơn. Và cái khoảng thời gian phục vụ nữa, trời ơi quá nhanh luôn. Đó là cái điều mà anh kiểu như là Winner thắc mắc nãy giờ luôn ấy, tại vì là đồ đưa ra thì cũng rất là nóng mà mọi thứ đều đặc biệt là hai món sau khi mà đưa ra ấy nó rất là kiểu như là perfect nhất trong trong chỗ này nóng mà đó. Tại sao mà chỉ có khoảng từ tầm 7 đến 10 phút thôi đã có món rồi? Đúng rồi. Nhanh. Nhưng mà đó là do khoảng không gian của mình hiện tại là đang vắng đó nha. Đang vắng. Còn nếu như mà đông thì chắc là sẽ lâu hơn một tí. Nhưng mà đối với em, tổng kết lại nãy giờ thì em thấy không gian, nếu như mà tính về không gian thôi thì chấm là 4 sao. Còn khẩu vị của các phần ăn thì em chấm chắc là 3 sao. Còn về cách phục vụ của nhân viên các thứ thì em chấm 4 sao. Yeah. Rồi còn gì nữa ta? À, vệ sinh nữa. Vệ sinh. Em thấy vệ sinh em chấm 5 sao. Ok. Nhắc lại cho anh nha. Không gian đi. Không gian ở đây chắc là anh sẽ chấm là 3 sao. Tại vì cái không gian mở này anh không thích lắm, tại vì nhiều khi mưa hoặc là ở ngoài đường ấy nó bị ồn ào ấy, mình khó tập trung. Ví dụ như mà mình có bạn bè đi ăn uống cần nói chuyện các thứ thì nó hơi khó nói chuyện. Còn gì nữa? Vệ sinh anh nghĩ là anh cho 4 sao. Tại vì không biết bình thường như nào nhưng mà anh cảm giác hôm nay anh vào thì cái không gian quán nó hơi bị nồm, nó hơi bị nực đấy. Còn... anh ngắn này em. Còn gì nữa ta? À, cách phục vụ của nhân viên anh nghĩ anh cho, anh không giống em, anh cho 5 sao. Tại vì anh cho 4 sao mà. Thì anh cho 5 sao tại vì là em thấy không, từ nãy đến giờ mình cứ gọi chị nhân viên qua lại mà trời ơi chị vẫn nhiệt tình niềm nở nói chuyện với mình. Còn cái gì cuối cùng? Cái cuối cùng là hương vị anh sẽ cho 3.5. Chắc là vậy tổng kết lại như là như tổng thế. Tổng kết lại đối với em, nhà hàng này được 3.5 sao. Tổng kết khó tính đấy. Anh thì anh sẽ cho là 4 sao. Tại vì là anh thấy mình cũng phải anh tại vì anh rất ấn tượng về cái thời gian ấy, cái khoảng thời gian mà người ta đưa món ra ấy, nên là anh rất là mỗi khi anh đi ăn mà anh cảm thấy đói là anh rất coi trọng cái thời gian người ta mang em ra. Em có được đổi không? Em cũng cho 4 sao. Anh nói em mới để ý. Nhờ. Thì đó. Trời ơi. Anh thấy không? Mình ăn hai combo 7 tô rồi ăn thêm một cái phần há cảo và ăn thêm một cái phần tôm tàu hũ kim chiên nữa. Mà chỉ có 235.000 thôi, cộng thêm phí phục vụ 5% nữa. Thì mình thấy chia cũng cho đúng. 2 người. Đúng rồi, chia cho 2 người là tổng cộng một người là 123.000. Đúng rồi. Đó. Thì mình thấy nó cũng rẻ mà, mình thấy nó cũng rất là phù hợp để có thể không những đi ăn gia đình mà mình có thể đi ăn hai người, đi ăn bạn bè cũng được. Đúng rồi. Và còn nữa ở đây phí phục vụ là 5% thì mình thấy cũng đúng thôi, tại vì nhân viên phục vụ đây người ta sẽ là phục vụ nhà hàng rồi, mất một cái không gian vậy mới có thể tự tin sống ảo với mọi hình thức đó. Mì 7 tô đó, nó cũng có một cái địa điểm để mình check in này nọ đúng không, thì mình thấy phí phục vụ 5% không là gì hết. 11.000 mấy rồi mà đúng không đấy. Thì ngày hôm nay của tụi mình đến đây là kết thúc rồi. Và mọi người nhớ trong thời gian sắp tới hãy like, share and subscribe cho kênh YouTube của Vi Hành Cùng Sao và hãy ủng hộ cho Winner cũng như là Việt Thi thật nhiều nhá. Bye. Bye. Bye.